Dạ An về quê thì gặp ngay một ông ở đâu? Chả biết quen, nhưng ông ý bảo là biết bà Lan vì trước đây học mẫu giáo cùng nhau. Rồi ông bảo năm nay ông 65 tuổi, thế là Dạ An mới ngớ người ra. Ủa, thế bà cháu trước đi học mẫu giáo muộn ạ, vì bà cháu đã hơn 70 rồi. Ông gãi gãi đầu, nói ông cũng không để ý lắm, nhưng hồi đó nhìn bà 6 tuổi bé bé, chứ không có gì giống 11 tuổi cả. Thế dạo này bà thế nào rồi? Từ hồi bà sinh đứa con gái đầu lòng đến giờ tôi chưa gặp lại bà ấy. Dạ An lại ớ tiếp. Rõ ràng bà mình chỉ có một người con là bố mình, sao giờ lại thành con gái đầu lòng nhỉ? Thế là Dạ An bắt đầu nghi ngờ, có thể rằng bà Lan không phải là bà ruột của mình hay chăng? Cùng lúc đó bà Lan lại đang trò chuyện với Mai Anh. Mai Anh bảo, thôi cháu sẽ không ép Dạ An cưới chỉ vì đứa bé này nữa. Bà Lan gật gù, ừ đúng đấy cháu ạ. Hôn nhân mà chỉ vì trách nhiệm thì không thể có hạnh phúc được. Nhưng để cho đứa bé có đủ bố đủ mẹ thì cũng là điều nên làm. Ủa bà ơi, xong là như nào? Alo, alo.